Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm cho mình dạng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em môn khoa học tự nhiên 6, sẽ kết nối chi thức của cuộc sống nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm nên các em quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 19, cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào nhé. Như vậy là mục tiêu của bài học hôm nay là trình bày được cấu tạo và chức năng của thành phần chính của tế bào. Phân biệt được tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, tế bào động vật và tế bào thực vật nhé. Giờ trước hết mình sẽ có câu hỏi. Tuy có kích thước nhỏ nhưng tế bào có thể thực hiện được các quá trình sống cơ bản. Vậy tế bào được cấu tạo từ những thành phần nào và chúng có chức năng gì để có thể giúp tế bào thực hiện những quá trình sống đó nhé? Như vậy là mình thấy là tế bào được cấu tạo từ các thành phần cơ bản như là màng tế bào, tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào với môi trường. Có tế bào chất là nơi diễn ra phần lớn hoạt động trao đổi chất của tế bào. Mình sẽ có nhân và vật chất di truyền là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Mỗi thành phần có chức năng khác nhau tổ hợp nên tế bào hoàn chỉnh, thực hiện đầy đủ các chức năng sống nhé. Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi nhé. Như mình trả lời là tế bào được cấu tạo từ các thành phần cơ bản gồm có màng tế bào, đúng không? Tế bào chất, nhân và vật chất di truyền, đúng không? Và mỗi thành phần có chức năng khác nhau tổ hợp nên tế bào hoàn chỉnh, thực hiện đầy đủ các quá trình sống nhé. Giờ mình sẽ trả lời giống vậy nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo là mình sẽ học mẫu lâm mạ, cấu tạo của tế bào. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước và chức năng khác nhau, nhưng chúng đều được cấu tạo từ các thành phần cơ bản sau, gồm có màng tế bào, là thành phần có ở mọi tế bào, bao bọc tế bào chất. Màng tế bào tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường. Tiếp theo là mình sẽ có tế bào chất, là vùng nằm giữa màng tế bào và nhân hoặc là vùng nhân. Phần lớn các hoạt động trao đổi chất, hấp thụ chất dinh dưỡng này, chuyển hóa năng lượng, tạo các chất để tăng trưởng của tế bào sẽ diễn ra ở tế bào chất nhé. Nhân hoặc là vùng nhân là nơi chứa vật chất di truyền, là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào nhé. Giờ bây giờ mình sẽ xem hình 19.1. Đây là sơ đồ các thành phần chính của tế bào. Như bên ngoài, bao bọc bên ngoài chính là màng tế bào. Ở giữa sẽ là tế bào chất. Và ở trong nhân sẽ có vật chất di truyền, ở giữa là nhân và bên trong nhân sẽ có vật chất di truyền. Giờ ở đây mình sẽ có câu hỏi số 1, quan sát hình 19.1 và đọc các thông tin mục 1 như các thành phần chính của tế bào và chức năng của chúng. Đúng này. Giờ sau khi xem hình, sau khi đọc thông tin mình trả lời câu hỏi nhé. Như vậy thành phần chính của tế bào gồm có màng tế bào, bao bọc tế bào chất và tham gia quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường. Tế bào chất là nơi xảy ra các hoạt động trao đổi chất của tế bào, hấp thụ chất dinh dưỡng là chuyển hóa năng lượng, tạo ra các chất để tăng trưởng. Nhân là nơi chứa vật chất di truyền, là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi số 2. Trên màng tế bào có rất nhiều lỗ nhỏ li ti. Em hãy dự đoán xem vai trò của những lỗ nhỏ li ti này là gì nha. Như vậy là mình thấy là trên màng tế bào chất thì có rất nhiều lỗ nhỏ li ti, đúng không? Giờ như vậy là thầy sẽ dự đoán nha. Mình thầy sẽ trả lời câu hỏi số 2. Như vậy mình dự đoán là các lỗ nhỏ li ti trên màng tế bào có chức năng kết nối giữa môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của tế bào, giúp tế bào có thể trao đổi hoặc vận chuyển các chất của môi trường bên ngoài. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo là hai la mã mà sau tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào có hai loại tế bào, chính là tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Hình này chính là tế bào nhân sơ thì mình thấy là gồm có nha, tế bào nhân sơ gồm có vùng nhân, đúng không? Và tế bào chất ở giữa và bên ngoài sẽ là màng tế bào. Còn tế bào nhân thực là ở đây mình sẽ có một nhân thẳng luôn. Và ở giữa là tế bào chất và bên ngoài cũng là màng tế bào, đúng không? Giờ như vậy là sau khi quan sát hình 19.2,
gồm có tế bào nhân xơ và tế bào nhân hợp, thì mình thấy là có điểm giống nhau là đều có, bên đây là buồng nhân, bên đây là nhân, bên đây có tế bào chất và đều có mạng tế bào, đúng không? Giờ tiếp theo, như vậy mình sẽ thấy là tế bào nhân xơ chưa có nhân hoàn chỉnh, đúng không? Không có mạng nhân ngăn cách giữa chất nhân và tế bào chất. Vùng chứa bào chất di truyền được gọi là vùng nhân. Tế bào chất không có hệ thống nội mạng, cũng như các bào quang có màng bao bọc, chỉ có bào quang duy nhất là ribosome. Tế bào vi khuẩn là tế bào nhân xơ. Tế bào nhân hợp là đã có nhân hoàn chỉnh, hoặc chất di truyền nằm trong nhân được bao bọc bởi màng nhân. Tế bào trắng được chia thành nhiều khoang bởi hệ thống nội mạng và các bào quang có màng bao bọc nha. Giờ tiếp theo là mình sẽ có câu hỏi. Quan sát mô tả sự khác nhau giữa cấu tạo giữa tế bào nhân xơ và tế bào nhân hợp nha. Như mình sẽ chuẩn bị hình 19.2. Cấu tạo tế bào nhân xơ chính là vi khuẩn. Hình tế bào nhân hợp chính là động vật. Quan sát và vẽ. Dựa vào hai hình tế bào đã chuẩn bị sẵn, hãy vẽ ra giấy hình dạng và cấu tạo của mỗi tế bào. Ghi lại những đặc điểm đáng chú ý. So sánh và trình bày nói về cấu tạo của mọi loại tế bào. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào nhân xơ và tế bào nhân hợp. Giờ các em sẽ quan sát và vẽ nhé. Còn thầy sẽ trả lời cho các em cái phần so sánh và trình bày thôi nhé. Bây giờ mình sẽ so sánh và mình trình bày. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào nhân xơ và tế bào nhân hợp nhé. Như vậy là mình thấy là điểm giống nhau là thành phần có cả tế bào nhân xơ và tế bào nhân hợp là màng tế bào và tế bào chất. Điểm khác nhau là tế bào nhân xơ chưa có nhân hoàn chỉnh, mới chỉ có vùng nhân, nơi tập trung vào chất di truyền, không có màng nhân ngăn cách giữa chất nhân và tế bào chất. Còn tế bào nhân hợp đã có nhân hoàn chỉnh, và chất di truyền nằm trong nhân được bao bọc bởi màng nhân, tế bào chất có nhiều loại bào quang hơn, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn nhé. Giờ tiếp theo là ba la mã mà sau tế bào động vật và tế bào thực vật. Tế bào động vật và tế bào thực vật đều là tế bào nhân hợp. Chúng giống nhau về một số thành phần chính giúp tế bào thực hiện quá trình sống, song chúng còn có những thành phần khác nhau liên quan đến chức năng của từng loại tế bào. Như vậy là hình A chính là tế bào động vật. Như vậy là mình thấy là có nhân, tế bào chất, ti hệ và mạng tế bào. Một số tế bào động vật đơn bào có không bào giữa chức năng cơ bắp và tiêu hóa. Giờ bây giờ mình xem hình B chính là tế bào thực vật nhé. Như ở tế bào thực vật mình sẽ có lục lạc này, chứa diệp lục giúp hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ trong quá trình quang học. Không bào kích thước lớn giữa các chức năng khác nhau gồm chứa sắc tố này, chất hại dự trữ dinh dưỡng tùy thuộc vào từng loại tế bào. Và mình thấy là hình tế bào bao bọc bên ngoài màng tế bào có chức năng quy định hình dạng và bảo vệ tế bào. Giờ bây giờ mình sẽ có câu hỏi số 1. Quan sát hình 19.3 là bản so sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật. Giờ sau khi quan sát hình xong, mình sẽ lập một cái bảng để so sánh sự giống nhau và khác nhau nhé. Bây giờ mình sẽ trả lời tế bào thực vật và tế bào động vật. Mình sẽ nói về sự giống nhau trước. Đều cấu tạo từ các thành phần cơ bản gồm có màng sinh chất, tế bào chất chứa các bào quang và nhân hoàn chỉnh. Giống về khác nhau thì tế bào thực vật mình có thấy là hình tế bào chính là cellular, có diệp lục để quang hợp này, và có không bào lớn. Còn tế bào động vật là không có hình tế bào, không có diệp lục và không có không bào lớn, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là câu số 2. Những điểm khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật có liên quan gì đến hình thức dinh dưỡng của chúng? Cấu trúc nào của tế bào thực vật giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương nâng đỡ như là động vật? Như vậy là thầy sẽ trả lời câu hỏi này luôn nhé. Như vậy là điểm khác nhau lớn nhất giữa thực vật và giữa động vật là về cấu tạo tế bào, là thực vật có lục lạc. Thực vật có lục lạc chứa diệp lục có khả năng là hấp thu năng lượng ánh sáng trời, thực hiện quá trình quang hợp tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ, do đó thực vật là sinh vật tự dưỡng. Còn động vật là không có lục lạc, không có khả năng tổng hợp chất dinh dưỡng hữu cơ từ chất vô cơ, nên chúng phải ăn các sinh vật khác, nên động vật là sinh vật dị dưỡng.
Thân tế bào của tế bào thực vật giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương năng nở như động vật. Như là ở tế bào thực vật thì có hành tế bào cứng cáp sẽ giúp năng đỡ cây mà không cần bộ xương như động vật nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Như vậy là em đã học, tế bào có ba thành phần chính là màng tế bào chất và nhân hoặc là vùng nhân. Trong đó màng tế bào là phần thiết yếu xác định sự tồn tại của tế bào. Có hai loại tế bào là tế bào nhân sơ chứa có màng nhân cũng như hệ thống nội bào và các bào quang có màng bao bọc. Tế bào nhân thực sẽ có màng nhân, hệ thống nội màng hoặc các bào quang có màng bao bọc. Tế bào thực vật khác với tế bào của động vật là có hình tế bào, giữ hình dáng tế bào ổn định, lục lập, chứa sắc tố quang hợp và không bao lực. Đúng không? Giờ tiếp theo. Tiếp theo là em có thể mình sẽ tạo mô hình mô phỏng tế bào thực vật và tế bào động vật. Mình sẽ có cách tiến hành. Bước 1, mình sẽ đặt một túi ni lông có phá kéo và một hộp nhựa đựng thực phẩm trong suốt để mô tả mô phỏng tế bào thực vật. Chuẩn bị một túi ni lông tương tự không đặt trong hộp nhựa để mô phỏng tế bào động vật nhé. Sử dụng khìa chuyển dạng lỏng qua mỗi túi cho đến khi đạt đến 1/2 túi. Chọn các loại rau củ quả mà em thấy có hình dáng giống mô phỏng các bào quang của tế bào thực vật và tế bào động vật. Đưa chúng vào mỗi túi tương ứng để mô phỏng tế bào thực vật và tế bào động vật. Bổ sung thêm chất này đến khi đầy gần đầy gọt phá, kéo phá túi lại. Túi ni lông và hộp nhựa gelatin là mô phỏng cho các thành phần của tế bào. Nhận xét là loại tế bào nào sẽ có xếp chặt hơn và đưa ra giải thích cho nhận xét đó nhé. Lưu ý mình sẽ cố gắng xếp chặt các loại rau củ quả trong mỗi túi nhé. Vật liệu tạo mô hình nên nêu trên có thể thay thế bằng đất nặn xốp hoặc là vật liệu khác có sẵn trong lớp cũng được nhé. Giờ cái này các em sẽ tự thực hành nhé. Tiếp theo là phần em có biết. Nếu em nhìn từ trái đất, nếu em nhìn trái đất từ vũ trụ, em sẽ thấy hầu hết các vùng đất liền đều có màu xanh lá cây. Màu xanh đó là do đâu? Chính là những lục lạp có trong chứa chất diệp lục vô cùng nhỏ bé cho mỗi tế bào thực vật đã tạo nên màu xanh của lá cây. Đúng rồi. Như là hình 19.4 đây, nếu mình nhìn từ vũ trụ thì mình thấy trái đất như này thì màu xanh chính là màu xanh của lá cây. Đúng rồi. Như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng gì hay bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.